ăn. Rồi ạ. Đấy, cũng bán được 4 chậu. Cũng bán được 4 chậu. Tại vì nói thật ra là một video này nó lên ấy, một video mà quay cho mọi người ấy, thì thường là cái sự chỉ trích mấy cả châm biếm mấy cả chửi bới nó nhiều hơn là cái người mua thực. Người mua thực thì là nói chung là người ta có tiền ấy. Thứ nhất người ta không xem like mấy cả. Người ta chỉ cần là nói chung là được việc của người ta thôi. Thì được việc là các bạn biết là thứ nhất là ở nơi người ta không có, hoặc là có nhưng mà cái mà tôi báo cho người ta, ví dụ như là hoặc cái thủy nó báo cho người ta tầm ở đây ấy, cái hầu như cái giá ở đây và chênh lệch nó không đáng kể. Tại vì còn cái công ví dụ như là xếp xe rồi tìm xe, xong rồi nó bên ngoài nữa. Ở nơi người ta thì thường là người ta sẽ phải mua cái nói thật ra là ở nơi người ta, ví dụ như cái loại như này, người ta phải mua 30 triệu một chậu, phải 60 triệu hai chậu. Nên tôi nói thật, còn ở đây mấy cả ở trên live tôi báo như cái thế mà các ông đã chửi tôi rồi. Tôi nói thật, còn khi hôm qua, hôm trước tôi có nói cho mọi người ấy, chẳng qua là mọi người không có tiền, cho nên mọi người nghĩ. Có những ông thì ông ấy bảo là cái loại này ở Phi Liệt có 10 triệu hai bình thôi. Nhưng các bạn bảo là ví dụ như là vào trong lâu đài Thành Thắng chẳng hạn, thì một cái bình này nó có 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu không? Nó cao lắm ấy. Nhưng mà tại vì mọi người không hiểu, mọi người đang thu nhập nó rất thấp. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là bán cho chó. Tôi cũng bảo đây, anh em ở đây ví dụ như 500 nghìn một ngày công. Nhưng tôi bảo thật là anh em đang làm. Nhưng mà tôi bảo là kể cả như anh em có thu nhập 500 nghìn với 600 nghìn một ngày công, anh em cũng không mua cái loại này để trưng nhà. Thứ nhất là nó không phù hợp. Nhưng mà các bạn cứ hình dung là ở trong nước mình có bao nhiêu cái lâu đài như lâu đài Thành Thắng bây giờ. Vào trong lâu đài Thành Thắng thì cái cây này bao nhiêu tiền? Hiểu chưa? Ui như cái thằng Nong 22216 kia nó bảo là cho không thèm. Mày đã là cái gì mà tao phải cho mày? Tao nói thật, mày đến đây mày bảo là em gặp anh một tí tao còn đéo thèm gặp ý. Nói thật, nó đang bảo là cho không thèm lấy thì tao phải nói thật mày đã là cái gì mà phải cho. Mấy cái thứ hai là khi mà mày có thu nhập cao ấy, Thì mày mới biết là khi mà mày thu nhập cao thì cái nhà mày đẹp. Nhà mày đẹp thì mày mới nghĩ đến cái này. Cái nhà mày đang một túp nèo xanh chanh, hai trái tim còi ấy thì lúc ấy mày đang chạy theo cơm ăn áo mặc. Tao đưa cho mày cái tờ 200 nghìn thì mày cảm ơn rối rít. Cho mày bát phở mày cảm ơn rối rít. Nhưng ví dụ như cái loại này bà con, có những bà con mà bán 20-30 triệu thì mày bảo 20-30 triệu cho mày không thèm. Tại vì mày có khả năng quy đổi cái cây này ra 10 triệu 20 triệu đâu. Suy nghĩ mày thiển cận. Tao cho mày tờ 100 nghìn. Mày vào trong các cái like của Huấn ấy, Huấn nó chỉ cần bảo là mày đưa cái số tài khoản hoặc đưa số điện thoại đây, tao làm cho mày 20 nghìn. Mày cảm ơn đến chết. Thật. Bọn ấy nó chỉ nhìn ra cái tiền thôi. Tiền. Ví dụ như tiền thẻ nạp 20 nghìn thôi. Nhưng nó không biết là cái cây này có những người người ta bán được 30 triệu. Còn bản thân mày làm sao mà quy đổi những cái như thế này thành cái 30 triệu được. Đấy thì mày lại bảo là cho không thèm. Nhưng mày biết là cái giá của trên thị trường nha. Hoặc là bây giờ mày muốn lừa đảo, mày cứ chụp cái ảnh cây như thế này và mọi người đang ấy ở trong video này, mày cứ lên hội mày đăng 5 triệu một bình. Đấy là người ta mua. Là có những người người ta sẽ sẵn sàng gửi cho mày 200 nghìn hoặc 500 nghìn tiền cọc. Nhưng mà bản thân mày không có tính kinh doanh, khách mày không thể tiếp được. Còn đôi khi là cho mày một bát phở, hoặc cho mày 200 nghìn, hoặc như Huấn nó cho mày 20 nghìn tiền thẻ nạp, mẹ cảm ơn đến chết. Nhưng có những cây 20-30 triệu thì mày bảo là cho không thèm. Chúng mày biết cái gì đâu. Thật. Chúng nó chỉ nhìn ra phở mấy cả 20 nghìn tiền thẻ cào thôi. Chứ bản thân nó có biết cái mẹ gì đâu. Bản thân ở đây đi chăng nữa, người ta đã bán được 20 triệu thì mày phải cảm giác là với bản thân cái một túp nèo chanh, hai trái tim còi của nhà mày ấy, thì làm để sao mà trưng được cái loại này. Hiểu chưa? Mày cũng không có khách hàng để mày bán được cái chậu này 20 triệu, 30 triệu. Nhưng có những người bạn mày phải biết là vào trong lâu đài Thành Thắng như cái chậu là phải 50 triệu. Nhưng mà bọn nó sẽ không hiểu. Nó cứ nghĩ là khi quay như này thì ai cũng tiếp cận được. Còn có những thằng thì đấy, nó như thế này. Nó bảo cho không thèm lấy. Mày đã là cái gì mà tao phải cho mày? Mày xin gặp tao, tao còn... Còn khi mà mình nói lại thì thứ nhất là bản thân mình cũng không có nhu cầu gặp nó, và nó cũng không nhu cầu gặp mình.
Nhiều anh em làm cây như này nhá, cứ gặp Huấn mới cả gặp Phú Lê, mẹ xin chụp ảnh túi bụi. Tôi bảo là mẹ xin gì chụp ảnh với mấy thằng thằng nghẹo nghẹo không ra nghẹo ấy. Kiểu kiểu vậy. Chứ còn tôi cũng không phê bình, nhưng mà đại ý là mỗi người có một khán giả dành cho riêng mình. Nó gặp Huấn thì nó tay bắt mặt mừng. Kể cả bây giờ gặp cái bọn như kiểu Hoàng Hường càng hiếc là nó quý lắm, nó xin chụp ảnh cùng Hoàng Hường ngay. Nhưng với tôi thì nói thật ra là nếu mà người ta có nhu cầu mua cây thì mình gặp thôi, chứ còn mình cũng không tiếp những cái đối tượng hay làm gì cho mất thời gian. Đấy, bản thân như thế này. Còn khi mà các bạn cũng làm nội dung, các bạn biết ví dụ có khoảng tầm 5.000 người theo dõi hoặc 10.000 người theo dõi thì các bạn chưa là gì. Nhưng khi các bạn cứ tầm khoảng 200-300.000 người theo dõi là bạn cũng thành idol của giới trẻ đấy. Còn nói thì toàn nói lời thật lòng luôn. Và cái sản vật vật này hoặc sản phẩm như thế này nó tùy theo từng người. Ví dụ như là kể cả anh em đang làm cây như này thì đúng là anh em không có sức để mua. Xong rồi báo giá bao nhiêu thì anh em bảo đắt. Kể cả anh em đang làm cây vít này. Nhưng mà khi anh em biết là có những đấy bán hết rồi hoặc bán được 10 mấy triệu, 20 mấy triệu. Thì anh biết là cái cây anh em, kể cả anh em làm cây này, anh em biết là cái cây nó giá trị như thế. Chứ còn thứ nhất là khi mà một cái sản phẩm như này thì cái nhà, ngôi nhà hoặc là cái địa điểm mà bày cái loại này nó cũng phải phù hợp. Chứ còn bình thường ví dụ như là như cái nhà các bạn thì cần những cái cây nó chỉ thấp thấp lùn lùn tầm tầm như thế này thôi thì nó hợp nhà. Tự nhiên bây giờ mà trúng nô hoặc là trúng bóng xong rồi có tiền mua cái này thì nó không phù hợp với cái nhà của các bạn. Các bạn cũng không mua. Mấy cái thứ hai nữa là khi cái nhà mà người ta nó như kiểu lâu đài ấy, thì người ta phải trưng bày những cái loại này. Chứ còn các cái loại mà như thế này mà chưa vít như thế này thì đúng là để ở đấy thì nó bật nhà thật. Đấy thì phải làm. Đấy thì anh em ở đây cũng làm. Và khi những cái sản phẩm như này thì nói chung cả cái thị trường nó có khoảng tầm đâu đó 100 cái bình như này này. Thì nó giá nó cao. Chứ còn các cái loại tèo tèo như thế này thì có thể là rất là nhiều. Mọi người hình dung chưa? Nhưng mà nói cho bọn ý nó khó lắm. Mẹ bây giờ cho nó bát phở hoặc cho nó cái thẻ nạp 20.000 với 50.000 thì nó cảm ơn rối rít. Bố mẹ chúng nó không cảm ơn đâu, nhưng mà mình cho nó chúng nó thẻ nạp 50.000 chúng nó cảm ơn rối rít. Nhưng mà những cái cây như 20 triệu, 30 triệu thì nó bảo là cho không thèm lấy. Bác quay avatar bác cái nào? tức là các bạn phải giữa là cái thu nhập của các bạn, cái không gian của các bạn, cái nhà của các bạn, tư duy của các bạn, các mối quan hệ của các bạn, nó còn nhiều thứ lắm. Còn đơn giản các bạn không dùng đến thì các bạn có thể trao đổi hoặc mua bán, các bạn bán. Nhưng mà muốn bán được cái sản phẩm như này thì các bạn cũng phải dựa trên cái thâm niên của các bạn trong giới. Cái thứ hai là các mối quan hệ của các bạn thì các bạn mới bán được. Chứ có phải là sản phẩm đại trà đâu. Bây giờ mà bán cái loại này 5 triệu mới cả 6. Triệu thì nó vào cái tiền công rồi. Tôi đã bảo rồi, nguyên cái công vít của một cái này nó cũng đã triệu mấy 2 triệu rồi. Công vít ý, công của anh em này. Anh em ở đây ngày công có phải là ít đâu, cũng 500-600 nghìn một ngày công này. Đấy chứ không phải là ít đâu. Còn đôi khi người ta không hiểu. Toàn bọn kiểu cửa tay xin tiền bố mẹ mấy cả. Nói chung là thu nhập người ta không cao. Thu nhập các ông còn không bằng những anh em đang vít như này. Còn kém xa cơ. Anh em vít ở đây thì nói chung là ở đây công thợ mấy cả thu nhập bình quân đầu người ở địa phương tôi là cũng khá cao so với cả nước. Tôi nói thật, các anh em vít như này là toàn 500-600 nghìn đấy. Nhà anh áo xanh, áo trắng mũ xanh nhỉ, đeo khẩu trang nhỉ? Mà làm sao cả? Bảo là thu nhập ở đây là như thế nào thôi, chứ còn không có kinh nghiệm thì làm sao mà làm được. Thì nói cho người ta thì người ta cũng phải hiểu chứ. Còn cho các thợ xây khác thì chưa có thâm niên thì làm sao mà biết mà vít. Nhưng bảo là thu nhập ở đây là toàn anh em toàn 500-600 nghìn một ngày thì đôi khi thì chúng nó ở trên mạng chúng nó bảo là toàn nó phét thế nọ thế kia. Đã bảo thu nhập bình quân ở đây là cao, kể cả như ông Sai ấy, ông Sai ông cũng đánh cây cũng 500-600 nghìn. Nhất là cái mùa quất này này, mùa quất ông ấy còn đánh còn sướng hơn, bỏ hết cây cảnh cái kia. Thế đến là trong năm thôi là 500-600 nghìn. Còn ngày Tết này nói chung là cũng còn tùy. Anh em ở đây thu nhập không phải ấy đâu. Một năm vít được mấy hôm. Đấy, ví dụ như là các ông Sai với ông Phương ấy,
À anh Phương mới cả ông sai ấy, là đánh quất Tết này này. Còn bình thường đấy là tôi báo bình thường là thu nhập bình thường là anh em là toàn 500-600 nghìn một ngày. Còn Tết như này cái công vít công việc là nó cao. Vít một cây này gần 2 triệu đấy, gần hơn triệu đến triệu 5, triệu 6, triệu 7. Tùy theo cây bé, tới cây to, cây bé như nào, chưa tính cái dây thép mấy cả các thứ. Còn đây là vít thì nói thế chứ còn bình thường thì anh em cũng có những vườn để anh em làm ấy. Làm xong rồi cũng không phải làm, mà nói chung là khi mà ở cái địa phương mà thu nhập nó cao thì kể cả bà con đi làm thợ xây thì thu nhập cũng cao hơn. Thợ xây ở nơi các bạn thì có thể ví dụ như 150, 200, 300, nhưng ở đây thì thợ xây cũng 400, 500. Còn kể cả nhặt cỏ, từ cái bà nhặt cỏ dưới Khoái Châu mà thuê người nhặt cỏ thì có 100, 250, 170, 180, ở đây cũng hơn 200, các bà đi nhặt cỏ thôi. Tại cái nơi mà bình quân đầu người nó cao ấy. Chứ còn ví dụ như là thuê các cái bà con ở trên Sa Pa hay là bà con ở các cái vùng miền ngược để về nhặt cỏ thì bà con xa. Có những hôm mà ví dụ như là vườn cần phải nhặt cỏ ấy, thì thuê những bà ở trong làng ấy thì cũng 200 mấy. Đánh cây cũng vậy, có phải ai cũng đánh cây được đâu. Vít như này cũng có phải ai cũng vít được đâu. Còn một năm khi mà làm như này thì đến lúc Tết ấy, cần cái sản phẩm thì thứ nhất là công của anh em là cũng được cao lên. Công của thuê thì thợ vít này này. Đấy, còn người ta có hiểu đâu bảo là một công vít như này hơn triệu, gần 2 triệu một cái công vít để vít thôi. Hiểu chưa? Còn một năm thì vít được mấy hôm thì đúng. Còn tôi đang nói thu nhập bình quân đầu người ở đây ấy, nó cao hơn các cái nơi khác ấy. Thu nhập bình quân đầu người công theo từng ngày. Còn nói thì bà con không hiểu, bà con hay chửi bới, nhưng tôi nói toàn sự thật, nhưng mà bà con có hiểu đâu. Người ta muốn hiểu cái của mình ấy là nói chung là các bà con ở đây này. Cách vít đây sơ qua khoảng tầm 2-3 phút, 3-4 phút. Xong rồi ra còn cái cam đường canh, xong rồi còn trà tứ quý, xong rồi bao thứ. Đấy, một cây nó rất là ngáo ngơ nha. Nhưng mà vào bàn tay của anh em là sau khoảng tầm 2 ngày. Đấy, 2 ngày là nó cũng ra những tác phẩm như này. Vít một cái này 2 ngày. Đấy, trông rất là ngáo ngơ nha. Những 2 ngày vít là nó cũng ra được cái tác phẩm như thế này. Ờ đấy. Trông ban đầu nha, trông ban đầu trông rất bẹo. Trông rất buồn cười. Kiểu là mọi người vào cắt tóc cũng thế. Có những quán nơi mọi người cắt tóc thì 20-30. Nhưng hôm trước đăng trên TikTok hay là trên mạng xã hội ấy, có những cửa hàng cắt tóc mà cắt cho đứa trẻ con 150 đấy. Xong rồi bà nội nó thế nọ thế kia đấy. Nhưng bảng giá người ta công khai, tôi giống tôi như thế. Tôi công khai như này nhưng mà nhiều khi bà con chửi. Thu nhập người ta cao thì người ta lại thấy cắt tóc 150 là bình thường, hoặc thấp, hoặc rẻ. Nhưng mà nếu mà thu nhập mà thấp thì thấy bảo cắt tóc 150 cho đứa trẻ con thì nó cao quá. Còn rõ ràng là ví dụ như cắt tóc 150 thì thứ nhất là nó cũng khác biệt. Cái thái độ phục vụ hoặc là bàn ghế hoặc là trang thiết bị. Xong rồi cái địa điểm người ta đặt ở cái chỗ nào. Chứ còn bây giờ thu nhập thấp thì rõ ràng là chúng ta phải đi cắt tóc phải sâu hoặc là vào các cái vùng nó thu nhập nó thấp. Chứ vào đúng là khu trung tâm thương mại thì cắt tóc tầm 150 thì nó lại bình thường. Đấy, cho nên là đôi khi chúng ta phải đặt vị trí ở đâu. Cũng là cây quýt như này, cây to, cây bé, xong rồi bán cho ai. Nếu bán cho cái người mà nó chỉ có ăn phở, xong rồi hoặc là nó cần cái thẻ lạp để nó chơi game ấy thì chúng nó chả chửi cho à. Chúng nó chả bảo là cho không thèm lấy. Đúng không? Mà vào trong lâu đài Thành Thắng thì mới bán được giá ấy. kiểu vậy. Nhưng mà ở trong nước mình thì cũng đầy những lâu đài. Thì còn những cái bạn khác thì bạn ấy bảo là chỉ bán cho cái bọn xài tiền chùa mấy thế nọ thế kia. Thì nói thật ra là người ta chưa đi tù thì làm sao mình dám được dùng cái từ như thế được. Còn khách hàng người ta mua những cái loại này là toàn khách hàng cao cấp. Thứ nhất người ta có tiền, có địa vị trong xã hội. Nhưng không phải nhoi nhoi, người ta cũng không xem TikTok đâu mà thật. Tôi quay như này để cho các ông gọi là tăng cái trí tưởng tượng lên thôi, chứ còn cũng không hy vọng lắm. Đây, ví dụ như hai cỡ khác nhau là giá nó khác nhau này. Đấy. Nên các ông hay cứ hay kiểu hỏi giá, nhưng mà thực ra là các ông cứ nghĩ là 2-3 triệu hay 3-4 triệu, nhưng không phải. Có được rồi, đi ra chọn quýt AK.